Ủa? Chuyện gì mà mở kêu qua đây vậy? Về chuyện tiệm nail, mà cấm con không được đụng tới cái tiệm Queen's Nail, biết chưa? Ủa mà nói gì vậy? Mình mà không có giải quyết kịp thời á là bên tiệm kia giật hết khách của mình luôn á mợ. Tiệm mình sập tiệm đó. Ủa? Chứ không phải đó là điều con muốn hả? Mà nói gì kỳ vậy? Đó là hệ thống của nhà mình, còn sao con muốn tiệm mình sập tiệm được? Con đừng có đóng kịch với mợ nha. Cô Thu đâu? Mời cô vô đây. Mau! Tại sao vậy? Sao con cố tình mở tiệm nail để cạnh tranh với mợ? Mợ Oanh thương con như con, vậy mà con đền đáp như vậy hả anh? Đúng, con làm đó. Đó, cô thấy chưa? Chị, con chính là chủ của hệ thống Royal Spa. Con làm như vậy để lấy lại tất cả những tài sản thuộc về mẹ con mình mà bị cướp từ tay người đàn bà này. Khanh, con nói cái gì vậy? Cái tài sản này là cậu con và mợ gầy dựng mà. Ai cướp ai ở đây? Chị, của cậu Phú chứ không phải của mẹ con bà. Khánh, người đàn bà này á đã hãm hại chết cậu Phú, đã cướp tất cả những gì thuộc về mẹ con mình. Con làm gì có gì sai? Đây là người bà độc ác dã man với mẹ. Mày lú lẫn hả? Mẹ có đánh chết con, con cũng không bao giờ ngừng lại đến khi nào người đàn bà này thân bại danh liệt con với tôi. Khánh, 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 chị ơi. Chị ơi, em xin lỗi chị. Trời ơi, em không ngờ, em không ngờ trong lòng nó lại thù hận như vậy. Em xin lỗi chị hai. Chú ơi, chú Chí. Cái gì đó? Kevin nó gọi cho chú nè chú. Gọi. Dạ. Alo, chú nè. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái gì? Mày có bị điên không? Tao nói không được nghe. Cô một mà cô biết nha, cô không nhìn mặt mày luôn á. Không, tao nói không được mày. Gì vậy? Nghe tao nói không. Vụ gì? Mày nè. Vụ gì? Mắt mệt à. Ủa vụ gì chú? Vụ gì căng quá vậy chú? Trời ơi, thằng Kevin nó định sang một cái tiệm nail ở trên LA á để nó làm chủ. Trời ơi, thì cái chuyện nó làm chủ mình phải mừng cho nó chứ. Nào giờ làm lính không mà tự nhiên đụng làm chủ là mình phải chúc mừng nó. Chúc cái gì mà chúc, mừng cái gì mà mừng. Mày biết nó sang tiệm nào không? I don't know. Tiệm Royal của thằng Khanh đó, trời à trời. What? Trời ơi, ơi. Tiệm Royal của thằng Khanh hả? Trời ơi, chú nhắn cho nó nha. Nó mà nhận cái tiệm đó một cái là con không có nhìn mặt nó luôn á. Chị Lâm Tâm Nam. Rồi. Trời. Gì mà kéo nguyên băng đảng vô đây luôn vậy? Chuyện gì vậy? Gì vậy tụi con? Nè, đi đâu vậy? Tiệm này không có rảnh đâu mà tiếp mấy người nha. Nhưng mà mấy đứa này đâu ra vậy? Ủa, cô không nhớ tụi này like hả? Cái nhóm này nó làm ở bên tiệm của thằng Khanh đó cô. Bữa hôm mình giả thám thính mình đi vô đó, tụi nó làm cho mình đó. Một cô, tụi con nghỉ ở bên đó rồi. Vậy hả? Dạ. Ở bển đâu có khách đâu cô. Với lại chú Khanh bóc lột tụi con dữ lắm. Vậy á hả? Giờ lòi ra cái vụ mà ăn chia 37 gì đó cô, tụi con làm đâu có nổi đâu. Tụi con cũng là dân xa xứ, qua đây chủ yếu làm nem gửi tiền về cho gia đình. Mà ngày nào ông Khanh á, ông cũng nạt nộ, áp lực tiền bạc, thêm áp lực ổng nữa. Cô một cho tụi con qua đây làm nha. Không được à? Hết hồn vậy? Trời ơi trời, chết cha rồi, không biết có tính lộn không? Cô, không có được nha. Tiệm này giờ đông thợ lắm, làm ơn, please. Không có nhận thợ nữa, ok? Cùng là người Việt với nhau mà chị. Chứ lại cũng mong cô một đây chiếu cố. Chứ lại hồi nãy tụi em qua bên cô Oanh xin việc á. Cô cũng nói là phải qua đây hỏi ý kiến của cô một đây trước. Cô à, thật sự con thấy cái vụ này không có ổn. Cô biết thằng Khanh rồi đó, lúc nào nó cũng nghĩ chuyện nó hại hết tiệm này đến tiệm khác. Con đang nghĩ kỳ này nó gửi mấy người này qua để giống như là giả bộ thám thính điều tra coi tiệm mình sao đó. Không có, tụi con không làm mấy cái chuyện thức đức đó đâu cô. Tụi con chỉ muốn có công việc ổn định, có phúc lợi tí tí. Quan trọng nhất là có cô chủ, có tâm như cô một vậy đó. Đúng rồi đó cô. Cho tụi con xin làm nha. Nha cô. Tụi nói không được á nha. Trời ơi. Trời ơi. Dạ. Mày làm chủ hả? Sao mày nạt nộ hoài vậy?
Để cho cô một tính. Ngồi xuống. Nạt nạt nạt. À, cho cô thời gian đi, coi như là để cô suy nghĩ, cô tính toán cho nha. Con cảm ơn cô. Không được quái hoài. Tôi đã nói với anh rồi, nó đừng cứ gọi cho tôi nữa. Mưu đồ của mấy người tôi rành lắm rồi. Tôi nói anh nghe nè, trên cái xứ Mỹ này đó, hai cái từ đồng hương nó thiêng liêng lắm. Anh đừng có vì tiền của thằng Khanh mà lừa tình cảm của tôi. Anh nên tự trọng đi. Bye. Tôi là number one mà. Tôi không dễ khuất phục trước tất cả mọi khó khăn và không bao giờ dễ siêu lòng. Ủa? Cái gì đây bà Một? Hello? Bà Một hả? Thợ vô xin tiệm bên bà thì bà nhận đi. Bà chỉ qua hỏi kiến tôi làm sao? Ôi thì bây giờ tiệm tôi cũng như tiệm bà, thì mình có thợ giỏi thì mình chia qua để mình làm chứ có gì đâu. Vậy thì bên tôi tính sao cũng được phải không? Ừ, bà tính sao cũng được hết á. Giờ vậy tôi tính vậy nè, bên bà nhận 2 người, bên tôi 1 người nha. Hay là bà 1, tôi 2, tùy bà. Tôi nói thiệt á, thật sự ra tôi muốn đẩy thợ sang bà đó, để bà từ chối giùm tôi. Chứ bây giờ nha, tôi không có tin bất cứ cái gì của thằng Khanh hay là bất cứ ai mà liên quan đến thằng Khanh. Người ta cũng là người xa quê hương, lao động đặng kiếm tiền gửi về quê nuôi gia đình người ta nữa. Rồi, chị muốn tính sao tính ha. Rồi, giúp tôi nha. Bye. Nè, bà cầm đi. Như vậy có nghĩa là cái coupon của bà tôi cũng để bên tiệm của tôi rồi. Có nghĩa là nếu mà khách tới tiệm của tôi sẽ được nhận 20% giảm giá khi mà làm ở tiệm của bà cái phần mà spa body á. Còn nếu mà khách làm ở tiệm của bà thì cũng sẽ được 20% cái giảm giá của tôi ở cái mặt nạ vitamin C á. Tôi thấy sao rối quá, khách thì bắt chạy qua chạy lại hoài à. Bà sao bà cứ hay ngập ngừng những cái chuyện. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó nói vậy nè, chủ yếu là mình quảng bá hai cái tiệm của mình. Chứ còn khách họ đâu có bao giờ họ xài hết những cái gì mà mình khuyến mãi đâu. Nhưng mà nếu họ xài thì càng tốt, bà công nhận không? Được cả đôi đường. Bà cứ ngập ngừng cái gì? Nhưng mà tôi thấy làm sao á, thấy nó không có được ổn. Dạ, con chào mẹ. Hạnh, đây nè, bây giờ nè, con nói cho dì Oanh nghe là cái chuyện mà mình khuyến mãi giữa hai tiệm ở bển á, cái tiến triển nó ra làm sao rồi, nói cho dì Oanh nghe. Dạ, con chào dì Oanh. Chào con. Dạ. Theo đánh giá của các nhà chiến lược thì việc phát hành voucher tặng khách là hình thức quảng bá hiệu quả nhất. Số lượng khách hàng được nhận voucher chưa chắc sẽ sử dụng ngay, nhưng mà họ sẽ ấn tượng và nhớ đến dịch vụ của chúng ta khi cần. Mẹ yên tâm đi, con với Hạnh á đều học quản lý tài chính và nhân sự ra mà. Ê buông tay ra, buông ra. Hai người tay trong tay tình cảm quá ha. Chừng nào cho tôi uống rượu mừng đây. Ủa, tiếng đứa nào vậy? Tiếng Tính. Thằng Tính hả? Tính á. Dạ, chào hai cô. Con là Tính, là người thứ ba trong cuộc tình của Phát và Hạnh đây à. Mấy người này thảm hại tiệm nail của tôi đó hả? Kéo hết một đống thợ qua đây, trò này xưa lắm rồi. Mấy người làm cái trò gì vậy? Câu kết với nhau hả? Giảm giá hả? Để hại tôi hả? Hèn. Chúng tôi chỉ giảm giá 20% dịch vụ mới của Spa Nail, không liên quan gì tới giá nail. Anh không thể kiện khi mình đang phải chấp hành việc giám sát của Hiệp hội Nail với nhiều lỗi vừa qua. Lỗi? Đúng. Là mẹ tôi đã nhẹ tay với anh quá nhiều lần rồi. Giờ anh điên cuồng qua đây làm chuyện gì hả? Anh dụ dỗ thằng Kevin mua tiệm anh với giá trên trời. Anh đừng hòng qua mắt tôi. À, thì ra lúc hợp đồng chuẩn bị ký, thằng Kevin kiếm chuyện bỏ trốn. Là mày. Có trách thì anh phải trách Tommy. Tommy báo tôi và tôi đã cản Kevin. Mày là cái thá gì nữa cô đó. Cái gì vậy? Anh nghĩ đi, tại sao những người thân tín của anh đều không đi theo anh nữa? Anh mất hết nhân tính rồi. Tôi có chừng đó. Thank you.
gì đâu hết trơn rồi. Cái tiền gì bắn tanh vậy? Mấy người muốn tôi đuổi mấy người luôn không? Đuổi thì đuổi, anh đâu có đủ tiền trả lương cho tụi tôi đâu mà bắt tụi tôi làm tiếp. Người làm ăn không có đạo đức như anh á thì sớm muộn gì cũng sập tiệm. Mấy người sao? Come on. Mấy người hay lắm, mấy người giỏi lắm. Mấy người muốn chơi thằng Khanh này á, thằng Khanh này sẽ cho mấy người sống không được, chết cũng không xong. Dạ, mà mẹ với lại dì của anh về với nhau, tụi con cũng mừng nữa. Chuyện của tụi con cũng có tương lai hơn nữa. Hai tụi cưng. Ủa? Ủa chị? Bây giờ nào vậy? Sao đưa tụi em ra? Kêu ra làm cái gì? Ở ngoài sân bay bây giờ taxi quá trời luôn, chị tự xử luôn. Chị phải về đây lẹ để nhiều chuyện với tụi em. Chuyện gì? Tụi em biết chuyện gì chưa? Có biết chuyện gì không? Chưa. Đúng rồi, đâu ở Mỹ sao mà biết bằng chị được. Trời ơi, một cái thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe luôn nè. Chuyện gì chị? Tiệm Rajonel đóng cửa và ngưng mọi hoạt động. Thiệt hả chị? Thiệt. Nhưng mà chị có biết tại sao không? I don't know. Biết tại sao nữa. Nhưng mà hả, chị thấy là nó đóng cửa là đúng rồi đúng không? Ừ, công nhận ông trời có mắt ghê anh ha. Ừ, nhưng mà anh nghĩ là phải có người đứng sau ông Khanh để giật dây. Theo tôi nghĩ á, cái này nó không phải giật dây nữa mà cái chuyện gọi là gồng gánh đó. Một mình thằng Khanh làm sao nó có thể gồng gánh được? Nó phải có một cái người nào hỗ trợ push nó thì nó mới bươn chải được cái tiệm đó. Chứ không á, nó gồng riết, nó đứt gân máu, nó chết luôn rồi. Nhưng mà ai ta? Ai ta? Không phải em nha. Hai người đừng nhìn em với ánh mắt tị hiềm như vậy nha. Cho hỏi đây có phải tiệm nail của anh Phát đứng tên không ạ? Dạ, đúng rồi. Anh chào anh. Đây là lệnh kiểm tra của công an kinh tế. Mong các anh chị hợp tác cho chúng tôi kiểm tra hàng hóa và các chứng từ liên quan. Dạ. Vậy anh đứng đợi một chút để em kêu người đem hàng ra cho anh kiểm tra nha. Phát à, tất cả những hóa đơn chứng từ này đều không trùng khớp với số lô hàng này. Anh có nhầm lẫn gì không vậy? Không, không đâu. Sao mà nhầm lẫn được chứ? Anh đợi tôi chút. Sao lại khóa máy lúc này chứ? Anh có giải thích gì không? Tôi không được. Tôi đã đưa cậu rất là nhiều tiền rồi mà cậu cũng không phá được hai cái tiệm nail đó nữa. Bây giờ họ trở thành là đồng minh với nhau thân thiết luôn rồi kìa. Đã vậy là bây giờ tôi còn không có trái tim của Hạnh nữa. Thôi dẹp đi. Anh Hai, em nghĩ anh nên đừng có cố chấp nữa. Đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa. Bây giờ em với anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng không có chém được trái tim của hai người đó đâu. Anh sẽ không dừng lại. Mà hình như em vẫn còn thích Phát lắm đúng không? Anh nói người ta không nhìn lại mình đi. Đừng có xen vào chuyện của anh. Em sẽ không xen vào chuyện của anh, với điều kiện là anh không làm hại ai khác. Bộ anh có mua đồ gì đối với tiệm Queen Nail của anh Phát hả? Alo anh nghe nè. Sao? Quản lý thị trường tới kiểm tra giấy tờ hả? Anh biết rồi. Anh nói lại lần cuối, đừng xen vào chuyện của anh. Hiện tại số hàng của anh không chứng minh được nguồn gốc và xuất xứ, và các hóa đơn này cũng không trùng khớp với số hàng của anh, nên chúng tôi sẽ tiến hành tịch thu và tạm niêm phong
Khi anh có đủ chứng từ để chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng này, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với anh. Giờ thì anh ký biên bản để chúng tôi tiến hành tịch thu. Cảm ơn đã hợp tác. Chào mọi người. Em kiểm tra xem ai là người đã nhập số hàng này vậy? Trời ơi, sao mà xui quá vậy? Cái gì? Tommy là người nhập hàng hả? Dạ, số hàng này là do anh Tommy nhập về. Em cũng đã tra sai mã lô hàng, nhưng mà mọi việc là do anh giao cho ảnh nên em cũng không có ý kiến gì ạ. Thôi, em đi trong làm việc tiếp đi. Dạ. Không thể tin được mà. Vậy giờ sao? Sao cái gì nữa? Cũng do anh tin người quá đó. Anh đâu ngờ là nó sẽ như thế này đâu. Có khi nào chuyện này liên quan tới ông Khanh không? Sao em nói như vậy? Thì Tommy cũng đã từng phản bội Queen Nail, đi theo ông Khanh một lần rồi đó. Nhưng mà giờ Tommy cũng đã nghỉ việc rồi, đâu biết ông ở đâu đâu mà kiếm người đối chứng. Thôi, coi như là bài học xương máu đi. Từ giờ trở đi anh không có được tin ai hết trơn á. Chịu mất tiền phạt thôi chứ sao giờ. Nhưng mà anh thấy trong chuyện này có cái gì đó mờ ám. Em nói thiệt với chị nha, em cũng khổ tâm lắm đó. Giờ không biết làm sao nữa nè. Ủa, mẹ biết chuyện này chưa? Mà sao ông anh hai ông lại quăng một đống tiền như vậy chứ? Thì bởi vậy mới có chuyện để nói. Trời ơi, u mê cái gì không biết nữa. Thở đời nay lấy tiền đi mua tình mà đến giờ có được gì đâu. Ủa, hai người đó nói ai vậy ta? Ông tính bỏ tiền để mua tình ai? Ủa, không phải là Happy sao? À, Tấn. Ủa, Tính cái vụ mà quản lý thị trường giải quyết làm sao rồi? À, em cũng chưa biết nữa. Bây giờ hàng hóa họ đang niêm phong, với lại họ đem về kho của họ rồi. Bây giờ mình phải chứng minh rõ ràng giấy tờ nguồn gốc ở đâu thì họ mới trả hàng. Ồ. Anh hai, sao chuyện nghiêm trọng vậy? Anh cũng biết nữa. Thôi lên nghỉ nha, hơi bị mệt. Chị Lâm. Tôi đây. Từ Nam có bạn chơi rồi. Thôi chơi bời gì với bà. Nè, tôi ở bển đó 3 tháng cho tôi nghe tin tức ở đây nhiều lắm đó nha. Dạ. Hôm nay tôi về rồi nha. Dạ. Cảm ơn rồi tém tém cái miệng lại đi, đừng có nói nhiều quá. Nhường cái phần nhiều chuyện nó để cho tôi nghe chưa. Chị. Hồi nãy giờ chị em mình có nói hớ gì không ta? Nhiều chuyện quá, vô làm đi. Bà coi nè, làm ăn kiểu gì mà bất chấp lương tâm quá vậy? Bởi vậy, tôi thà hả, tôi tự làm móng ở nhà còn hơn á. Chứ đi ra mấy cái tiệm đó hả, chất ung thư làm cùi móng tôi, bà thấy móng tôi đang đẹp nè, bà thấy không? Về bạn trai tôi bỏ tôi là chết. Ừ, ghê quá. Không được, hàng cấm gì mà giờ buôn lậu, ghê quá. Ừ. Được. Dạ, alo, Quỳnh Nail xin nghe ạ. Dạ, chị Thủy lịch hẹn chiều nay á, chị Thủy. Dạ. Dạ sao vậy chị? Chị có muốn dời ngày khác không chị? Dạ, dạ, dạ chị ơi, nghe em giải thích. Dạ chị. Sao vậy? Khách không có giải thích hả? Dạ không anh ơi, khách đồn là làm ở tiệm nail mình bị ung thư á anh. Cách duy nhất và nhanh nhất bây giờ là mình phải lên các trang fanpage và các trang mạng để đính chính lại thông tin.
Rồi, em tính tiền cho chị đi em. Dạ. Ây da, sao tự nhiên chóng mặt quá vậy nè. Ây da. Chị ơi, anh sao không chị? Anh ơi, có khi nào là do... Không có đâu, đừng có nói bậy. Anh chị ơi, chị có sao không chị? Mấy đứa ơi, mấy đứa biết chuyện gì chưa? Ở bên đó. Trời, trời, sao đây mọi người cũng xỉu? Sao giống ở bên tiệm Pinel quá vậy? Cái gì? Chị? Anh... Ở đây có chuyện gì đúng không? Dạ, không có chuyện gì, dạ. Ở đây có người xỉu đúng không? Dạ. Bị ngộ độc quá chất đúng không? Dạ. Dạ rồi mẹ, con biết rồi. Dạ chào mẹ. Phát. Mẹ tôi nhờ tôi chuyển lời tới anh là mẹ tôi muốn rút vốn ra khỏi Queen Nail. Bây giờ anh hãy thu xếp chứng từ để mà đối chứng đi. Mà nãy giờ anh đi đâu vậy? Tại sao để Hạnh ở trên công an phường một mình vậy? Nãy giờ tôi ở bệnh viện lo cho mấy nạn nhân của hai tiệm, chứ có đi chơi đâu. Theo tôi á, cái vấn đề này anh giải quyết không nổi đâu. Để đó cho tôi. Việc của anh bây giờ là tập trung thu xếp cái cổ phần của mẹ tôi. Em ăn chút gì đi. Không có sức sao em giải quyết được mọi chuyện. Em thấy mệt mỏi quá à. Mọi chuyện cứ ập tới liên tục à. Bên Mỹ mới vừa ổn định một chút xíu, rồi bên này. Thôi đừng có nản, vượt qua khó khăn mình mới trưởng thành được nha. Cảm ơn anh nha. Không có anh em không biết giải quyết như sao nữa. Có gì đâu. Ăn đi nè. Trời ơi, ta nói đói quá thì đói luôn. Đi đứng xiển liển không nổi, phân định được đứng hay ngồi hay là nằm luôn. Ta nói nó mệt mà bây giờ mà nhìn ra con người không biết đâu là trai mà đâu là gái nữa luôn á. Trời ơi, làm như cái vía của tôi nặng lắm sao á. Tôi đi tới đâu là xui tới đó đó. Sao rồi chị? Sao hả? Giải quyết xong hết rồi. Bây giờ là người ta rút đơn lại rồi, người ta không có khởi kiện mình nữa. Dạ, yeah. Thì tốt rồi. Ê, mấy cái chuyện mà mình mua chuộc người ta hay gì nè, là mình có bị phạm tội không ta? Không sao đâu, chị yên tâm. Em lo hết rồi. Cảm ơn anh nha. Em sẽ cố gắng gửi lại tiền cho anh sớm. Có gì đâu, tiền bạc gì, miễn em hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Thôi ăn đi. Lo cho người đẹp không ha, còn cái người biết ở đây không ai lo hết trơn. Xin lỗi chị Năm. Em ơi, cho một phần giống vậy nữa em. Khỏi đi. Trời ơi, đợi người ta nhắc rồi á, mới kêu rồi tự nhiên cái món ăn nó hết ý nghĩa rồi, hết ngon miệng rồi. Để tôi tự lo cho tôi. Tôi tự lo, tôi đi lo cho bầy con nhỏ của tôi. Ủa, bầy con nhỏ của chị là ai vậy anh? Anh cũng biết. Chép chép coi coi. Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hẩm, thịt bò nhà người. Ăn mà ăn mình à. Thôi ăn đó thì chưa, bầy con nhỏ tôi tung tăng.
Không sao đâu, không sao đâu. Lần đầu thôi mà, lần đầu thôi. Mỹ ơi. Thôi, để em đi lên phòng em nghỉ. Em cứ ngồi đợi cho anh nha. Tí ơi. Tí. Tí. Em nè. Pha cho chị Hạnh một ly cà mét. Dạ có rồi. Sao lẹ vậy? Hồi nãy mới dắt định uống. Em uống nước cam tí cho nó khỏe nha. Hay là anh mua thuốc cho em uống nha. Em ngồi nghỉ chút xíu là được rồi. Anh bắt gió cho em đỡ nha. Cam à. Thôi để anh lên phòng để chút xíu. Mày thử thuốc nha. Không có. Em sợ quá, em xỉu. Đi vô làm việc tiếp đi. Lần đầu không sao. Lần đầu không sao. Lần đầu không sao. Làm vậy khác gì kẻ tiểu nhân bị ổi. Sớm muộn gì em cũng sẽ thuộc về anh. Tôi nghe nè. Ủa Tính, Hạnh đâu? Hạnh đang nằm nghỉ. Có gì gọi lại sau nha. Sao em ở đây vậy? Hồi nãy em bị ngất xỉu mà anh không có chìa khóa phòng em, nên anh đưa em vào phòng anh. Để em về. Em đỡ nha. Được không em? Anh đưa em lên nha. Em tự đi được rồi. Thank you.
Alo. Alo. Hả? Thôi, cái điện thoại cùi bắp em nó bị hư rồi. Bây giờ em đang xài cái cùi bắp hơn cái cùi bắp đó nữa. Ừ, nói nghe nè. Nhưng mà xong vụ này hứa là đổ cho em cái XS nha. Ừ, nhớ nha. Ok, ok, ok. Cầu trời khấn Phật cho mọi chuyện xui xẻ. Con mới làm chuyện xấu có một lần à. Mà thí dụ hai người đó có ngủ chung với nhau thì cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Trai lớn lên phải lấy vợ, gái lớn lên phải cặp bồ mà, đúng không? Sao kể từ ngày pha cái ly nước cam đó, sao làm như có ai theo dõi mình hay sao ta?